Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding On. Series Kamen Rider Build, mình đã ra mắt hai video tổng hợp về Kamen Rider Build lẫn crossset tất cả form của họ. Và lần này chúng ta sẽ cùng đến với video tất cả form về Kamen Rider Kree, Third Rider trong series Build. Đây sẽ là video full nên chỉ có một phần duy nhất nhé. Chúng ta cùng bắt đầu vào video nào. Kazumi Sawatari, anh ta là chủ nông trại tại vùng đất Hokuto, cũng là người sau này sẽ trở thành Kamen Rider Kree. Ở Hokuto, anh ta cùng Akaba, Aoba và Kiba, cả ba người cùng nhau phát triển trang trại của gia đình Kazumi. Thảm họa Skyward đã xảy ra, nó ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nông nghiệp. Đất tại gia đình Kazumi bị ảnh hưởng trầm trọng, khiến chúng không thể nào trồng trọt. Việc kinh doanh của gia đình anh cũng từ đây mà sa sút không phanh. Nhưng thay vì đuổi việc ba người nông dân tốt bụng, anh đã quyết định dùng tất cả gì còn lại để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần cạn kiệt, anh không thể nào xoay sở được nên đành phải đưa bản thân mình vào thí nghiệm của tổ chức FOL, đưa bản thân vào vùng nguy hiểm và trở thành một chiến binh, một Kamen Rider đại diện cho vùng đất Hokuto. Được nhá hàng rất nhiều trong series của Bill, là người dẫn đầu của cuộc tiến quân tại vùng đất Hokuto vào Toto nhằm xâm chiếm vùng đất của Bill. Một mình anh ấy phá tan hàng phòng thủ tại Toto, xâm nhập nơi này một cách không thể nào đơn giản hơn với sức mạnh từ Scratch Driver. Nhân dạng của anh đã từng xuất hiện khi giúp Banjo tiêu diệt một tên Smart duy nhất bằng một cú đấm được kích hoạt từ helicopter Full Bottle. Tính cách của Kazumi ảnh hưởng phần nhiều dựa trên Scratch Driver. Do anh ta bản chất là một người nông dân chân chất nên không thể nào mang trong mình sự tàn bạo và cuồng loạn như hình dạng Commander Kree của anh ấy. Bản chất có thể bị thay đổi bởi sức mạnh từ Hazard. Anh luôn muốn tìm kiếm một đối thủ thật sự xứng tâm, vô cùng tàn nhẫn trong những trận chiến, không có bất kỳ sự nhân nhượng nào. Điều duy nhất làm anh phải bận tâm là những người dân thường. Anh sẽ không bao giờ tấn công họ nếu họ không ngăn cản bước tiến của anh. Cuộc chiến tấn công vùng đất Toto ban đầu chỉ được chỉ huy bởi ba tên Smart đệ của Kree. Bọn chúng dễ dàng áp đảo được Kamen Rider Cross Z lẫn Bill Sparkling cho đến khi Sento chế tạo thành công Slash Driver, biến Cross Z trở thành Cross Z Char. Sức mạnh của anh đã tăng vượt bậc và áp đảo dễ dàng ba tên Smart của vùng đất Hokuto. Điều này đã làm cho thủ lĩnh thật sự của bọn chúng, Kazumi, thật sự tham chiến, xuất hiện giữa ngay trận chiến của hai phe. Anh ta cũng cầm trên tay Strat Driver, mang sức mạnh của Robot Zeri, ép nguồn tinh chất từ chiếc bottle lỏng và chuyển hóa thành Kamen Rider Kree. Đây mới thật sự là một form liên quan tới Scratch Driver, khi tất cả những phần dầu nhớt từ trong một con robot trào ra, tinh chất dầu máy tràn ngập khắp người. Phần màu vàng sẽ tạo ra bộ giáp đặc trưng với những chi tiết máy móc rải khắp từ tay cho tới vai của anh. Phần vai cũng được điểm tô bằng hai khẩu pháo, có khả năng tạo lực đẩy giúp anh di chuyển khi thực hiện đòn finish. Cùng với đó là phần dầu máy được tràn ra tạo nên phần khung của gương mặt cũng như phần giáp ngực của anh. Giống với Cross Z Char, nhưng Kree mạnh hơn dựa trên chỉ số của Robot Jerry. Khả năng chính của anh vẫn là tung ra những nắm đấm kèm với nguồn năng lượng màu vàng bao quanh. Sức mạnh của anh có thể coi là Rider mạnh nhất thời điểm đó, mạnh áp đảo cả Cross Z Char. Nhưng phần nhiều là nhờ kinh nghiệm chiến đấu của Kazumi, khi anh ta là một người hết sức thiện chiến và có lẽ đã gia nhập quân đội từ rất lâu, dễ dàng ao trình hoàn toàn một timer như Cross Z. Kree cũng có thể kết hợp với những chiếc bottle khác nhằm nâng cao sức mạnh của bản thân, đặt helicopter giúp di chuyển trên không trung để né tránh cũng như tấn công lấy lợi thế so với kẻ thù. Vũ khí của anh cũng là Dreambreaker, nhưng thay vì thô bạo như Cross Z là lao vào đấm bằng phần mũi đục, Kree tấn công bình tĩnh hơn bằng cặp súng được trang bị trên Dreambreaker. Giống như một cỗ máy hủy diệt sức mạnh của robot, anh tấn công tầm xa và vô hiệu hóa kẻ thù, làm tổn thương ít nhiều kẻ thù trước khi chúng có thể chạm vào người anh. Đòn tất sát từ Scratch Driver là Scratch Finish, bao phủ sức mạnh màu vàng quanh cơ thể của mình. Hai phần ống xả trên vai của anh sẽ quay về phía sau, tạo nên lực đẩy khổng lồ. Dầu nhớt tuôn ra đẩy Kree với vận tốc cực cao. Anh lao thẳng vào kẻ thù với tốc độ nhanh, tiêu diệt chúng bằng cú Rider Kick. Bottle Kim! Grease Blizzard!
Cuộc chiến tranh giữa hai vùng đất Toto và Hokuto đã để lại rất nhiều vết thương cũng như sự tàn phá nặng nề về người dân tại Toto. Nhằm giải quyết mọi chuyện một cách ít đau thương cũng như tổn thất nhất, cả hai đã đưa tới một hiệp định chấm dứt chiến tranh dựa trên kết quả trận chiến giữa cả hai Rider. Đại diện cho Hokuto là Kamen Rider Kree do Kazumi biến hình và đại diện cho vùng đất Toto không ai khác ngoài Bill. Trận chiến nảy lửa giữa cả hai diễn ra với sức mạnh mới từ Hazard Striker. Sento đã dễ dàng đánh bại Kree. Sau cuộc chiến thì tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch giật dây của tên Evot. Hắn ta ở lúc đó đã gia nhập cùng với Saito để lật đổ Hokuto. Nghe được thông tin cả vùng đất của mình đã bị xâm chiếm hoàn toàn, Kazumi bất lực nhưng anh vẫn sẽ chiến đấu để lấy lại vùng đất cũng như mảnh đất gia đình anh sở hữu. Cũng từ trận chiến này, anh dần đã được Bill cùng với Crosshead hỗ trợ và trở thành Third Rider chính thức. Cho đến trước khi trận chiến với Evot diễn ra, anh hoàn toàn không có form nâng cấp nào. Nhưng anh vẫn không bị bỏ quên khi có hai vũ khí nâng cấp. Nâng cấp vũ khí đầu tiên của anh xuất hiện trong trận chiến cùng với Kamen Rider Mark Rowe. Hắn ta với sức mạnh từ Evot Driver vượt trội hoàn toàn so với những Rider khác, trừ hình dạng Bill Genius. Nhưng với tinh thần chiến đấu rực cháy của mình, Kree không thể nào bỏ cuộc. Kết hợp cùng với Scratch Driver hiện tại là Dragon Jelly, sức mạnh của bản thân đã được nâng cao vượt trội với lượng khí Nebula mà anh vừa hấp thụ. Khung cảnh cực kỳ ngầu lòi ấy, anh đã có được vũ khí mới. Một chiếc Dreambreaker khác xuất hiện trên tay còn lại. Hai chiếc máy đục ở hai tay cùng với lượng khí khổng lồ được kích hoạt. Anh trở thành một chiến binh ngoan dã, vô cùng hiếu chiến, lao vào tấn công áp đảo của tình Macro. Thứ âm thanh của robots cũng như chiếc máy đục vang vãng khắp chiến trường, khiến tình Macro cũng không thể nào chống đỡ được sức mạnh của anh. Đòn tất sát của anh ở hình dạng này cũng không có quá nhiều điều thay đổi, và anh chỉ tận dụng sức mạnh này một số lần. Nhưng số lần sử dụng nó vẫn không thể nào ít bằng sức mạnh từ Blizzard Knuckle, thứ vũ khí mà Sento trao cho Ri trong trận chiến cuối cùng với Evot. Anh đã gặp lại ba kẻ giả mạo ba người đồng đội của mình. Bọn chúng là những thế thân do Evot tạo ra. Hình dạng Smart của chúng cũng vô cùng mạnh, tham chiến bằng Blizzard Knuckle. Cú đấm tạo ra một vùng không khí lạnh, tấn công kẻ thù và đóng băng chúng. Sức mạnh của anh cũng được tăng cường đáng kể. Thậm chí những cú đấm của anh còn có khả năng đóng băng cả địa hình khi nó va chạm. Do lòng trắc ẩn của bản thân cũng như tình thân dành cho ba người đồng đội cũ, anh đã bị bọn chúng lừa và đã thất bại ngay sau đó khi bị chúng phối hợp để đánh trọng thương anh. Như cũng đã biết, đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Anh đã mang theo chiếc Bill Driver của cha Sento nhằm chống lại thế lực từ Evot. Nhưng thật không ngờ, kết quả là thật trớ trêu, anh lại phải chống lại ba người đồng đội cũ của mình. Hiện tại đã không còn là họ, mà chỉ là những bản sao với tính cách phần nào đó giống với bọn họ mà thôi. Không còn đường lui, Bill Driver đã được đeo trên người. Anh lấy ra chiếc Bottle Blizzard kết hợp cùng Knuckle. Chuyện âm thanh của một trái tim bùng cháy đã vang lên, những khung cảnh xung quanh là bóng tối cùng với màu sắc lạnh lẽo của băng giá. Chiếc lò luyện với độ không tuyệt đối đổ sầm vào người của Kree, những chiếc gai băng khổng lồ mọc ra từ đây, tạo thành Re-Blizzard. Re-Blizzard vẫn giữ nguyên hình dạng cơ bản của Kree, nhưng thay vì tông màu vàng, anh đã chuyển hóa thành màu đen và khoác lên mình những chiến giáp của băng giá với tông màu xanh, liền mạch hơn hẳn so với hình dạng Kree cơ bản, bao phủ bởi màu xanh thẫm cùng với đôi mắt đỏ. Cánh tay của anh đã to hơn vì kết hợp cùng với đó là sức mạnh robot của Beastmark Robot Phoenix đã tạo nên hình dạng hoàn hảo của Re-Blizzard. Ngoài ra, phần ống xả bên vai trái của anh cũng có biểu tượng được thay thế bằng biểu tượng từ ba người bạn của anh. Re-Blizzard mạnh hơn so với Blizzard Knuckle vô cùng nhiều. Tất cả những đòn tấn công của anh đều được hỗ trợ bởi băng giá. Thậm chí cú đá xoay của anh cũng tuôn trào ra sức mạnh từ tuyết. Khả năng phòng thủ của anh cũng được tăng cao. Trọn 3 đòn finish từ 3 tên Smart cực mạnh được hóa thân từ tế bào của Evot. Nhưng anh vẫn trụ vững. Khả năng tấn công theo diện rộng của anh cũng được tăng cao. Anh tấn công xuống mặt đất sẽ tạo nên cả một vùng băng giá, khóa chặt tấn công của kẻ thù cũng như giải thoát vòng vây khi anh bị bao vây bởi số lượng lớn quân thù. Đòn tất sát của anh sẽ gồm hai phần. Đầu tiên là Single Eye. Đòn tấn công này sẽ kích hoạt cánh tay robot, hóa nó thành một cánh tay khổng lồ được bao phủ bởi băng. Anh kẹp chặt kẻ thù và ép chúng vào tường, khóa chặt và nghiền nát kẻ thù bằng bàn tay robot. Đòn tất sát thứ hai, Dream Eye. Anh lao lên bầu trời để thực hiện cú Rider Kick. Không gian u tối chỉ còn lại màu xanh của băng giá. Anh bao phủ cú đá của mình bằng những hạt tuyết lung linh trước khi ra đòn kết liễu cũng như tan biến trong của bản thân. Gajin no Ginga Kong
Sau những sự kiện xảy ra trong series chính Kamen Rider Build, New World, Kamen Rider Re, sau cuộc chiến cùng với tên Killbot, Evos cũng rời khỏi trái đất. Mọi người đều trở lại với cuộc sống bình thường, cho đến khi đầu não của Nhật Bản bị tấn công bởi tổ chức Dawnfall. Chúng là một tổ chức khủng bố có vũ trang. Tổ chức này mang sức mạnh của Phantom Crusher, được chế tạo từ chất lỏng Phantom Liquid. Nó là phần nâng cấp của Nebula Gar, có được sức mạnh to lớn hơn so với những Rider tại thời điểm đó. Hơn nữa, bọn chúng còn có khả năng vô hiện hóa tất cả những Rider sử dụng Nebula Gar. Và một trong số những tên trong Dawnfall đã được cử tới để thủ tiêu người còn lại, Kazumi Kamen Rider Kree. Lúc này anh đang hoạt động tại khu nông trại của bản thân. Cuộc tấn công đã bị vô hiện hóa khi anh vẫn chuyển hóa thành Kamen Rider Kree để áp đảo hắn. Sự kiện này được lý giải bởi Sento, tình cờ Kazumi cùng với ba người đồng đội của mình đã tắm tại một suối nước nóng có dung dịch Phantom Liquid, khiến họ vẫn có khả năng biến hình mặc dù đã mất đi toàn bộ Nebula Gar trong cơ thể. Là niềm hy vọng cuối cùng của cả nhóm khi anh là người duy nhất có khả năng Henshin. Chưa kịp tự hào được bao lâu, Mikasa đã bị tên Metal Bill bắt giữ. Tất cả nhiệt huyết cũng như tình yêu của bản thân, anh đã thẳng tiến tới căn cứ của Dawnfall để đánh bại bọn chúng. Trận chiến của anh cùng với Kamen Rider Metal Bill, vũ khí tối thượng và nguy hiểm nhất Blizzard Knuckle, cũng được anh tái sử dụng để giải cứu người mình yêu. Mikasa đang trong vòng vây nguy hiểm, không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cản anh, cho dù đó có là kẻ chết chuyển hóa bằng Blizzard Knuckle trở thành Re-Blizzard. Phantom Bill hay là ai đi chăng nữa cũng chỉ có thể làm đối thủ ngang tầm với sức mạnh tối thượng của băng giá. Cả hai chiến đấu với nhau ngang tài ngang sức cho đến khi tên Metal Bill sử dụng mảnh Pandora màu trắng kết hợp cùng với thuộc hạ của hắn tạo nên hình dạng của Phantom Bill, một bóng ma, chiếc xe tăng từ Hazard Trigger cùng với hai chiếc Bottle Tang Tang được bọc bên ngoài một bộ giáp từ một chiếc máy bay phản lực không chiến. Nó là một cỗ máy hủy diệt với hàng loạt tên lửa được bắn ra để áp đảo kẻ thù, cùng với tốc độ siêu thanh từ một chiếc máy bay nghiền nát kẻ thù bằng sức cán của xe tăng. Hắn là một thế lực đại diện cho quân đội thời hiện đại, và điều gì thích hợp hơn để chống lại hắn bằng đế chế của quá khứ? Nếu chúng ta không thể chiến đấu bằng thực lực hiện tại thì chúng ta cần những người đồng đội của mình. Banjo đã đưa cho anh đế chế của bản thân, Perfect Kingdom. Cảm nhận sự hy sinh từ cả ba người đồng đội của mình, quyết tâm của anh lại một lần nữa được đẩy cao. Kết hợp Bottle cùng với vương quốc hoàn hảo của mình, anh đã trở thành Kamen Rider Kree Perfect Kingdom. Build là một series cực kỳ hoàn hảo từ nội dung, nhân vật cho tới thiết kế của Rider. Perfect Kingdom còn đẹp hơn cả form Crosshead Evos vừa được ra mắt không lâu. Kree Perfect Kingdom là đế chế của Kazumi cùng với những người bạn của anh, với tông màu vàng kim và bạc được đen xen vào phần trên và phần dưới của Perfect Kingdom, còn lại là những màu chrome của xanh, vàng và đỏ đại diện cho ba người bạn của anh. Phần vũ khí của họ cũng như đại diện của Smug mà họ biến hình cũng được bố trí đồng đều trên khắp cơ thể của Kazumi, đại diện cho sự đặc trưng của từng người. Đôi cánh của Kiba với sức mạnh của Cú, chiếc khiên là bức tường thành vững chắc của Akaba, cũng như cặp song kiếm là cặp càng của lò bộ Kuwagata đại diện cho Aoba, hoàn hảo một cách tuyệt vời. Gương mặt của Perfect Kingdom cũng là sự trộn lẫn giữa cả ba người, với phần má là đôi cánh từ Cú, cặp càng của lò bộ Kuwagata và tấm khiên ở giữa của vương quốc bất khả chiến bại. Nhưng để sử dụng được sức mạnh tối thượng này cũng không phải đơn giản. Anh cũng phải ăn hành lên bờ xuống ruộng để có thể kích hoạt toàn bộ khả năng mà nó mang lại, có chỉ số vượt trội hơn Green Blizzard. Và anh cũng tận dụng được khả năng từ ba người đồng đội của mình. Hai thanh gươm trên tay là hai chiếc càng của loài bộ Kuwagata, giúp anh cận chiến cũng như tạo ra những nhát kiếm năng lượng. Cặp khiên trên vai của anh tăng cao phòng thủ, thậm chí là hóa giải những đòn tấn công cực mạnh của kẻ thù, chẳng gây bất kỳ tổn thương nào cho anh, xứng đáng với sức mạnh của cả một tòa lâu đài. Tấm khiên trên vai còn có thể tụ lực để bắn ra nguồn sức mạnh hủy diệt như một hộp pháo năng lượng. Phần đôi cánh phía sau sẽ giúp anh bay lượn, mang năng lực của loài cú, kết hợp cả ba một cách nhuần nhuyễn, anh mới có thể đánh bại được tên Phantom Bill và để kết liễu kẻ thù khó nhằn này. Đòn tất sát Perfect Kingdom Finish, anh lao lên bầu trời tạo ra cú Rider Kick của mình, một cú đá va chạm với kẻ thù tạo nên những hình ảnh của ba người đồng đội của anh. Tất cả mọi người hợp lực lại để tiêu diệt hoàn toàn tên Phantom Bill. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like, subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Rider On. Thanh quá trình. Hẹn xin.